soi thuyết âm mưu về căn bệnh mà cựu vua hải tặc mắc phải. Hello everyone, chào mừng anh em quay trở lại với One Piece. Trong quá khứ, cựu gondi Roger đã mắc phải một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi và cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng nào về căn bệnh này. gondi Roger được mọi người biết đến với biệt danh vua hải tặc, là thuyền trưởng của băng hải tặc Roger, băng hải tặc duy nhất đi đến tận cùng của đại hành trình và là chủ nhân của kho báu hải tặc huyền thoại one piece thế nhưng như chúng ta đã biết ông đã mắc phải một căn bệnh nani không thể chữa khỏi vì thế sau khi tìm được kho báu ông đã giải tán băng và tự giao nộp mình cho hải quân để mở ra một thời kỳ mới cho thế giới hải tặc có thể thấy đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm nhưng cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng nào chính vì thế đã có rất nhiều thuyết âm mưu nói về căn bệnh này dưới đây là bốn trường hợp được nhiều người quan tâm nhất Số 1. Roger bị chấn thương sau cuộc chiến với Rox đi Sebeck gây ra. Rox đi Sebeck được biết đến là thuyền trưởng băng hải tặc huyền thoại Rox. Trong quá khứ, vì Rox muốn trở thành bá chủ thế giới mà ông đã cùng băng hải tặc của mình tàn phá và tấn công nhiều địa điểm trên tân thế giới và để lại sự hủy diệt hàng loạt. Vì vậy mà Phó Đô đốc Hải quân Gap đã bắt tay với hải tặc Roger cùng nhau chấn áp băng Rox ở đảo God Valley. Hiện tại, mặc dù sức mạnh và khả năng thật sự của Rox vẫn chưa được tiết lộ, thế nhưng với những gì đã thể hiện thì rõ ràng hắn là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất truyện từ trước đến nay. Chính vì vậy, đã có ý kiến cho rằng trong trận chiến lịch sử 38 năm về trước, thì sau khi đánh bại được Rox thì Roger đã bị thương nặng và có chuyện gì đó xảy ra đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Số 2, Roger bị tác dụng phụ của trái ác quỷ. Vẫn theo lý thuyết trên, thì nếu căn bệnh của Roger không phải là do dính phải đòn tấn công mạnh mẽ của Rocks trong trận chiến ở God Valley, thì điều gì xảy ra nếu căn bệnh của Roger là do sức mạnh của Rocks gây ra? Nếu Rocks có khả năng của một trái ác quỷ có thể đưa ra một lời nguyền cho đối thủ của mình, khi giết chết Rocks thì Roger đã bị ảnh hưởng bởi năng lực này. Nó khiến ông mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi. Số 3. Roger đã mắc căn bệnh di chuyển liên quan đến chữ D. ẩn. Cho đến nay, Thánh Oda vẫn chưa tiết lộ cho chúng ta về ý nghĩa của chữ đi bí ẩn này. Nhưng có một điểm chung mà bất cứ fan nào cũng có thể nhận ra. Đó là tất cả những người mang chữ đi trong tên đều có một mối liên hệ dây mơ dễ má. Nếu không phải là con ông cháu cha thì là số phận của họ. Vậy mọi người nghĩ sao khi Roger đã mắc phải một căn bệnh di truyền liên quan mật thiết đến chữ đi bí ẩn trong họ của ông? Và có lẽ nó là một căn bệnh mà một số thành viên của họ đi sẽ phải đối mặt. Vì bản chất nó không thể chữa khỏi, nên khó có ai có thể sống sót sau căn bệnh này. Số 4. Roger bị đầu độc bởi một thành viên trong băng hải tặc. Như chúng ta đã biết, trên con tàu của dâu trắng thì ông đã từng bị dâu đen phản bội. Hắn đã giết chết đồng đội của mình để cướp lấy trái ác quỷ Yami Yami no Mi. Không những thế, sau này, Tix còn lập kế hoạch giết chết bố già và cướp đi nốt trái ác quỷ Gura Gura no Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra khi trên tàu của Roger cũng tồn tại một thành viên phản bội như vậy? Hắn đã âm thầm đầu độc chính thuyền trưởng của mình nhằm thực hiện một mưu đồ xấu xa nào đó. Hoặc thảm khốc hơn khi hắn chính là tàn dư của băng hải tặc Rox năm xưa. Vì muốn trả thù nên đã trà trộn vào băng Roger hại chết cựu vua hải tặc của chúng ta. Trên đây là bốn thuyết âm mưu về căn bệnh mà cựu vua hải tặc mắc phải. Dùng mình trước việc Roger có thể bị đầu độc cho đến chết. Video của bọn mình đến đây là hết rồi. Anh em hãy để lại cảm nhận của mình về clip này nhé. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để mọi người cùng biết nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.